Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Vũng Tàu. Các bạn có thể thấy quang cảnh vô cùng xinh đẹp tại nơi đây. Thành phố biển tuyệt vời của biển Việt Nam. Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, thành phố biển Vũng Tàu đang sôi động với chuỗi nhiều sự kiện và lễ hội mang đến rất là nhiều trải nghiệm phong phú cho du khách và người dân địa phương. Quý vị có thấy được đường phố ở đây trang trí vô cùng tinh tế và sạch đẹp. Nổi bật hơn, hấp dẫn hơn và thu hút hơn cả những gì mà quý vị đang mong đợi, đó là về quang cảnh. Thứ nhất, lễ hội mùa xuân tại Vũng Tàu với chủ đề Đất nước bay lên. Đây là một sự kiện đặc sắc và đầy màu sắc. Sự kết hợp hình ảnh mùa xuân và đại dương tạo nên một bức tranh huyền bí và phong cách, kỳ vọng mang lại niềm vui và ấn tượng cho người dân cũng như du khách tại nơi đây. Hình ảnh đất nước bay lên thường gợi lên tâm trí, tâm huyết, niềm tự hào của đất nước, lòng yêu biển của người dân Vũng Tàu. Đặc biệt kết hợp giữa nguyên tắc trang trí và chủ đề chung tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sự sáng tạo, nghệ thuật, tạo dựng một không gian ý tưởng và một tận hưởng cho người chiêm ngưỡng. Quý vị thân mến, rồng là một biểu tượng quan trọng cho văn hóa truyền thống Việt Nam, thường được liên kết với sức mạnh, may mắn và thành công. Đặc biệt, rồng chầu nguyệt và rồng bay ra biển lớn có thể mang đến sự linh thiêng và tượng trưng cho một năm an lành và nhiều thành công. Hoa viên Quang Trung và khu vực Trưng Trắc, Trưng Nhị ở Vũng Tàu có lẽ trở thành một điểm đến lý tưởng cho tất cả người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước trong dịp Tết Giáp Thìn này. Bức tranh rồng được trang trí sẽ không chỉ tô điểm thêm không khí lễ hội mà còn là nguồn cảm hứng cho người dân quan tâm đến nghệ thuật truyền thống và văn hóa tại Việt Nam. Ý tưởng lưỡng long chầu nguyệt được thể hiện thông qua đôi rồng có chiều dài và chiều cao ấn tượng, tạo nên một hình ảnh độc đáo và trang trí lớn mắt tại Vũng Tàu trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Chiều dài và chiều cao của đôi rồng không chỉ làm nổi bật thêm đẹp mắt mà còn tượng trưng cho một sức mạnh phồn thịnh và mong muốn vươn xa, phát triển bền vững. Thông điệp về khát vọng hướng tới biển cả càng tăng thêm ý nghĩa về sự mở rộng, tiềm năng và may mắn vô biên trong năm mới. Sự kết hợp giữa nghệ thuật, trang trí và văn hóa mang đến một phong khí tốt lành và tích cực cho cộng đồng và du khách. Đại cảnh lưỡng long chầu nguyệt tại trung tâm Hoa viên Quang Trung tại thành phố Vũng Tàu không chỉ mang đến một tác phẩm trang trí mừng xuân nổi bật mà còn là một biểu tượng đầy ý nghĩa linh thiêng và tâm linh. Hình ảnh rồng, linh vật truyền thống của văn hóa Á Đông được liên kết với sức mạnh và may mắn và tinh thần kiên trì. Không chỉ làm đẹp cho không gian lưỡng long chầu nguyệt, có thể khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố Vũng Tàu trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến xã hội, sự chọn lựa, kỹ thuật trang trí và ý nghĩa của tác phẩm này giúp tạo nên một không khí lễ hội tràn ngập niềm vui và lạc quan cho cộng đồng. Bên cạnh những hình ảnh của linh vật Giáp Thìn, đại cảnh dưới biển sâu tại Vũng Tàu có vẻ như là một trải nghiệm hấp dẫn, mang đến cho người tham quan một cơ hội khám phá thế giới đầy màu sắc và động đậy dưới đáy đại dương. Thiết kế theo hình tượng con sứa với các sinh vật biển như mực, san hô, bọt biển và giúp tạo nên một không khí huyền bí và phong cách. Những trải nghiệm như vậy không chỉ mang lại một sự thích thú cho người tham quan mà còn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và có ý thức đa dạng sinh học dưới lòng đại dương. Các hình tượng và mô phỏng sinh động được có thể xem là một cảm nhận được một vẻ sự độc đáo và kỳ dị của thế giới biển sâu. Trang trí cổng vào bằng mắt hình rồng từ mây tre và giá hoa hình cá chép là một trang trí phong cách và ý nghĩa. Dùng mây tre để tạo nên hình rồng không chỉ tạo nên bức tranh đẹp mắt mà còn thể hiện sự sáng tạo và sử dụng nhiều nguyên liệu tự nhiên. Các giá hoa hình cá chép được thêm vào càng làm cho không gian trở nên phong cách hơn, mang lại ý nghĩa hơn, tốt lành hơn. Hình ảnh cá chép hoa rồng là một biểu tượng truyền thống của văn hóa Á Đông, thường mang đến cho niềm tin và sự phồn thịnh, may mắn và thành công. Việc kết hợp các yếu tố này vào trang trí nên không khí lễ hội càng ngập tràn niềm vui và ý nghĩa tích cực. Việc chọn khu vực mũi tam giác giao giữa đường Lê Lợi và Quang Trung để trang trí mô hình cá voi là một cách sáng tạo và ý nghĩa. Cá voi không chỉ là loài động vật
linh thiêng mà quan niệm dân gian nó còn được là một biểu tượng của sức mạnh, tình thương và sự tự do. Bằng cách tôn vinh là có voi trong trang trí mừng xuân, thành phố Vũng Tàu không chỉ gửi đến thông điệp may mắn và bình an, còn có thể sự tự hào về văn hóa truyền thống, kết nối giữa con người và linh thiêng, thiên nhiên. Sự sáng tạo trong sự lựa chọn biểu tượng này có thể mang đến một không khí độc đáo và thu hút sự chú ý của người dân cũng như du khách. Mô hình cá nhìn ong được thiết kế sáng tạo với một sử dụng một chất liệu mica và màu đèn LED tạo ra một hình ảnh ấn tượng và bắt mắt. Sự kết hợp giữa chất liệu đặc biệt của ánh sáng đa dạng không chỉ làm nổi bật hình thù của cá nghinh ong mà còn tạo nên một không gian độc đáo và phong cách. Cầu thang cho cá chép có thể đi vào bên trong mô hình, tạo ra trải nghiệm sự tương tác gần gũi với nghệ thuật trang trí. Đặc biệt, ánh sáng LED chạy dọc theo đường viền chân cá tạo một biểu tượng ánh sáng đặc biệt khiến cho mô hình trở nên sống động hơn, đặc sắc hơn, đặc biệt vào buổi tối. Rất là nhiều cảnh tượng cực kỳ hấp dẫn mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời cho thành phố Vũng Tàu vào Tết Giáp Thìn này. Quý anh chị hãy trải nghiệm và tham quan thành phố Vũng Tàu trong dịp Tết để cùng với gia đình mình đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Và đừng quên like, share, subscribe kênh của Phước Sửu để nhận nhiều video Tết năm 2024 về trải nghiệm về cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.